và các bạn đã quay trở lại cái kênh Vẻ Đẹp Văn Bản nhé. Mời quý anh chị và các bạn xem phần 2 đám cưới người Tây Văn Bản các bạn nhé. Đây là cô dâu là ở bên Bản Sung nhé, thôn Sung nhé. Chú rể ở bên Trường Khen nhé các bạn nhé. Mời các bạn theo dõi video của mình. Giờ mình đang trên con đường đang đi theo cô dâu và chú rể đi sang Trường Khen các bạn nhé, sang nhà trai nhé. Giờ mình sẽ view cho các bạn xem những bản sắc mới xá, mới nơi nó phong tục khác riêng. Mời các bạn cùng theo dõi video của mình nhé. Yeah.
tiền thì được rồi. Lu hoài ơi, kim cầu này nhanh chóng đua đã đó nó phu liên nha hoài à. Gần xa ngày vui có mặt để ta cưới mình, mời bánh này bánh nghĩa bánh tình, lời thề son sắt giữa mình và ta, bánh này xin được cắt ra sáng như trăng sáng giữa ta với mình. Xin mời cặp bên đường chúng ta sẽ cùng tiếp tục tiến về chiếc tháp ly rượu sông của tình yêu. Lắc chai rượu xung quanh nghe một chút và cùng bật nắp chai rượu. Xin mời chú rể anh Huỳnh sẽ cùng tiếp tục với chai rượu xung quanh thứ hai. Quả đúng là rượu hồng thì kết nghĩa phu thê,
tình trao nồng thắm duyên về với nhau, cùng chung bước đến mai sau, thủy chung chung thủy sắc màu của tình yêu. Những dòng diều đã và đang chảy dài trên tháp Cam Ly, cùng nhau tượng trưng cho nước và mật ngọt, nước để tô điểm tình yêu thêm tươi thắm, mật ngọt sẽ góp phần tô điểm cho hạnh phúc mai sau. Xin mời cả bên đường, chúng ta sẽ cùng nâng hai ly rượu và cùng trở về trung tâm sân khấu để cùng nhau thực hiện nghi thức giao bồi rượu hồng. Và trước khi đến với nghi thức giao bồi rượu hồng thì xin mời chú rể anh Huỳnh, cô dâu Vi Hạnh sẽ cùng kính ly rượu về phía gia đình quý vị và khách ạ. Kính thật cao nữa ly rượu của mình ạ. Kính thưa tất cả quý vị, đây là một lời cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất mà cô dâu Vi Hạnh, chú rể anh Huỳnh của chúng tôi muốn gửi tới tất cả quý vị. Cảm ơn tất cả quý vị ngày hôm nay đã bớt chút thời gian vàng ngọc của mình cùng nhau trở về đây, cùng nhau nâng lên những ly rượu hồng và chúc mừng cho hạnh phúc trăm năm của cặp đôi nương. Sau đây trước sự chứng kiến của quan viên hai họ, trước sự chứng kiến của toàn thể quý vị và khách, thì cô dâu và chú rể xin phép được quay mặt vào nhau và cùng bóp chéo tay nhau. Điều nguyện xin phép được đến ngược ạ. Ba, hai, một, xin mời và một chào của ta đang lớn hơn ta để quý vị đi ạ. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Vâng ạ, và cảm ơn món quà của chị gái rất
trở về bán nước bạn ơi. Sớm tối chứ chiều những điều dạy bảo là điều con mong, bảo dạy con sớm sớm chiều chiều gia đình hai họ cũng có đôi điều xin thưa. Giờ đây chắc chắn kính mời bước lên sân khấu trưởng đoàn bên với đoàn họ nhà gái. Trân trọng kính mời bà La Thị Diện, tân nàng và tân gia nhân, trân trọng kính mời và xin mời trưởng đoàn bên với đoàn họ nhà trai sẽ đứng cạnh bên chú rể, và trưởng đoàn bên với đoàn họ nhà gái sẽ đứng cạnh bên cô dâu. Và sau đây trân trọng kính mời lời phát biểu đến từ trưởng đoàn bên phái đoàn họ nhà gái, trân trọng kính mời bà La Thị Diện. Kính thưa các cụ ông, cụ bà, thưa toàn thể hội hôn, lời đầu tiên cho phép tôi gửi lời kính chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất ạ. Vâng, rất vinh dự cho tôi được đại diện cho họ nhà gái. Thay mặt cho họ nhà gái xin được cảm ơn sự đón tiếp nồng nhiệt, đầm ấm, tình cảm của các cụ ông, cụ bà, ông bà, cô dì, chú bác của phái họ nhà trai. Các cụ ta xưa có câu trai khôn thì dựng vợ, gái lớn thì gả chồng. Và hai em cũng trải qua một thời gian tìm hiểu và đã quyết định đi đến bến bờ hạnh phúc. Hôm nay là ngày lành tháng tốt, được sự nhất trí của đôi bên gia đình cũng như là chính quyền địa phương hai xã. Trước sự chứng kiến quan viên bốn họ, hôm nay hai em chính thức nên vợ thành chồng. Em Hạnh của nhà chúng tôi có lớn nhưng chưa có khôn, còn nhiều khiếm khuyết, rất mong được sự dạy bảo của các cụ ông, cụ bà để em trở thành vợ hiền dâu thảo của gia đình. Và cũng xin chúc cho mỗi tình thông gia mãi mãi đoàn kết, gắn bó keo sơn để cùng bảo ban vun đắp hạnh phúc cho hai em. Xin chúc hai em trăm năm hạnh phúc. Và trước thềm năm mới cũng xin gửi lời kính chúc sức khỏe, một năm mới sung túc, an khang, thịnh vượng. Xin cảm ơn ạ. Trân trọng cảm ơn lời phát biểu vô cùng thân tình, vô cùng ý nghĩa của trưởng đoàn bên phái đoàn họ nhà gái. Kính thưa toàn thể quý vị, nhà gái giao dâu giao cả nghĩa tình, còn nhà trai nhận dâu nhận cả nghĩa tình thông gia. Mà vừa rồi thì nhà gái cũng đã phát biểu rồi, nhà trai cũng phải đỡ lời dăm câu để cho bên rể bên dâu, để cho họ được về lâu về dài. Trân trọng kính mời lời phát biểu đến từ trưởng đoàn bên phái đoàn họ nhà trai, trân trọng kính mời ông La Văn Đốn. Vâng, lần đầu tiên cho phép tôi gửi lời tới tất cả các quý vị đại biểu, các cụ ông, cụ bà, lời trân trọng nhất. Kính thưa các cụ ông, cụ bà, việc kết hôn là quy luật của con người chúng ta, còn con đường đi đến hạnh phúc là phát triển con người và mối sinh sống của mấy con người chúng ta. Ở trong đó thì phải được công nhận của các chính quyền địa phương và hai họ gia đình được công nhận. Trong đó thì qua một thời gian thì các cháu cũng đã tự cầm tay nhau đến bờ biển hạnh phúc rồi, nhưng chưa được hai bên gia đình và cấp chính quyền được công nhận. Hôm nay chính thức là hai chính quyền của hai địa phương đã được công nhận và hai gia đình cũng đã được kết nghĩa với nhau là tổ chức lễ thành hôn cho hai cháu. Đến giờ phút này chính thức là hai cháu đã trở thành hai vợ chồng, và cháu Hạnh sẽ làm dâu của gia đình nhà trai chúng tôi, và cháu Huỳnh sẽ là làm rể thảo ở bên nhà trai, và cái hai nữa là đại diện bên nhà trai chúng tôi. Thay mặt cảm ơn nhận lời đã đưa dâu, đã nhiệt tình và nhắn nhủ, chúng tôi sẽ xin hứa rằng sẽ dẫn dắt các cháu thành một gia đình nhỏ có ích trong gia đình và trong xã hội. Và cũng mong sao gia đình nhà ngoại chịu khó đến thăm và nâng đỡ giúp hoàng tử của chúng tôi. Cuối cùng tôi không biết nói gì hơn là cảm ơn đoàn nhà gái đã hết sức thời gian, bỏ thời gian ra vun đắp cho hai cháu trở thành gia đình nhỏ hạnh phúc của mình. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn. Cuối cùng không biết nói gì hơn, mời tất cả các cụ ông, cụ bà và các cháu, các em nâng một chén rượu để chúc mừng cho hai cháu hạnh phúc của gia đình chúng tôi. Xin cảm ơn. Trưởng đoàn và các bạn họ nhà trai. Sau đây trân trọng kính mời đại diện hai bên
vào nhà trai là ông La Văn Đốn. Và xin mời ông La Văn Đốn sẽ cùng trao tận tay con dâu vị hạnh cho chú rể anh huỳnh của chúng ta. Và tất cả quý vị hãy cùng nổ một tràng pháo tay thật lớn để xin chúc cho con dâu và chú rể trăm năm hạnh phúc. Cũng xin chúc mừng cho họ từ bây giờ đã có chung một mục đích, đó chính là cùng nhau xây đắp mối tình hạnh phúc trăm năm. Chúc mừng cho cặp tân lang và tân gia nhân. Thì chúc lời dò dặn, chúc cho bạn hạnh phúc trăm năm. Lời bác dặn chúng cháu xin hứa sống trọn đời ăn ở trước sau. Mai này kể cả cơm cá cơm rau chúng cháu sẽ nguyện ăn ở với nhau trọn đời. Kính đưa ra đời quý vị, ngày nào vui bằng ngày vui phúc, mà khung giờ nào đẹp bằng khung giờ lứa đôi. Tình yêu của đôi bạn anh Huỳnh và Vi Hạnh tính đến thời điểm của buổi trưa ngày hôm nay cũng đã đủ công đủ gạo.